thì uh, Nguyễn Trân làm cái video này gửi đến uh, toàn thể tất cả các chị em và các bạn và các quý khách hàng thân thương nhà của em Trân thì cảm ơn tất cả các chị em và các bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng em Trân trong suốt thời gian vừa qua thì um, trong suốt thời gian mà mình sử dụng sản phẩm thì um, tất cả các chị em mình có những cái thắc mắc hay là có những cái giai đoạn trong quá trình khi mà mình sử dụng mà mình chưa có thể hiểu hoặc là mình đang phân vân vấn đề gì đó thì có thể liên hệ trực tiếp đến em trân thì để em trân sẽ hỗ trợ chia sẻ cho mình vì em trân thật ra là thời gian vừa qua thì em trân đang cố gắng hoàn thiện những cái quá trình mà để chăm sóc khách hàng thì chị em mình đó À, nếu như mà có những cái sai sót gì đó thì chị em mình nên cũng thông cảm bỏ qua cho em chăng ha thì em chân sẽ cố gắng khắc phục uh, thêm rồi thì um, chị em nào mà uh, đang có gặp phải vấn đề gì thì uh, hãy liên hệ ngay trực tiếp cho em chăng để em chăng sẽ xử lý mọi cái vấn đề đó em nha rồi uh, trong cái quá trình khi mà sử dụng thì uh, chị em mình yên tâm nè bên em sẽ có những cái chính sách cho mình uh, đầu tiên bên em sẽ hỗ trợ tư vấn nè Thứ hai là bên em sẽ có trách nhiệm và hướng dẫn cách sử dụng cho mình. Và thứ ba là bên em sẽ có chính sách cam kết cho mình khẳng định với tất cả các chị em mình khi sử dụng sản phẩm của UD từ chính thức từ em chăng cấp ra thì nếu như da mình không có cải thiện thì bên em sẽ hoàn tiền 100% cho tất cả các chị em mình ha. Thì chị em mình yên tâm sử dụng nè. Và thêm một cái lưu ý với chị em mình là À, nhiều khi mà chị em mình muốn gọi trực tiếp à, đến à, em chăng á thì à, nhiều khi em chăng bận à, rất là nhiều khách hàng làm tại cơ sở á, nhiều khi em không bắt máy được thì chị em mình hãy để lại hết à, hotline nè hoặc là để lại những cái tin nhắn thì bên à, nhân viên của bên em sẽ check in và trả lời hết tất cả các tin nhắn của mình ha. Rồi thì thời gian có chậm thì mong tất cả các chị em mình thông cảm và bỏ qua thì lần sau em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Rồi cảm ơn tất cả các chị em và các bạn mình. Rồi à, tạm biệt cả nhà nhé.